Thưa quý vị, tranh Thuận Buồm Xuôi Gió là một trong những bức tranh trang trí phòng khách được nhiều người yêu thích bởi nó không chỉ mang đến cho không gian phòng sự mới mẻ, tạo ấn tượng với những vị khách quý đến chơi, mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Nếu biết cách treo tranh phong thủy Thuận Buồm Xuôi Gió ở vị trí thích hợp sẽ mang đến nhiều điều may mắn, tài lộc cho bản thân và gia đình. Mời quý vị cùng tham khảo cách treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió hợp phong thủy. Ý nghĩa của bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió cũng giống như những bức tranh phong thủy khác như Cửu Ngư Quần Hội, Mã Đáo Thành Công. Việc treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió trong nhà sẽ mang lại cho bạn những điều tốt lành. Theo đó, với những người làm ăn, kinh doanh thì khi treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió hợp tuổi và vận mệnh theo phong thủy sẽ buôn may bán đắt, công việc kinh doanh suôn sẻ, thuận lợi, xuôi chèo, mát mái như con thuyền xuôi gió khi ra ngoài biển khơi. Đối với những người đi làm ăn xa thì treo tranh phong thủy Thuận Buồm Xuôi Gió sẽ mang lại sự bình an, tránh gặp phải những điều không may và có cơ hội làm ăn phát đạt. Đó chính là lý do mà rất nhiều gia đình, công ty lựa chọn tranh Thuận Buồm Xuôi Gió. Cách treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió hợp phong thủy. Treo tranh theo ngũ hành. Tranh Thuận Buồm Xuôi Gió thuộc hành thủy nên rất hợp với những người mệnh mộc. Ngoài ra thì người mệnh kim cũng có thể treo được bức tranh này để đem lại những điều tốt lành cho bản thân. Những người mệnh hỏa thì tuyệt đối không nên treo tranh vì có thể mang lại vận xấu, những điều không may. Cách treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió theo hướng nhà. Nếu treo ở hướng bắc thì có thể giúp bạn tăng khả năng lãnh đạo, tổ chức. Treo ở hướng đông sẽ giúp gia chủ điều hòa nguồn năng lượng, tăng năng lượng tốt và giảm năng lượng xấu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể treo tranh ở hướng đông nam vì theo thương quan của ngũ hành thì thủy sẽ hỗ trợ mộc. Nếu muốn mang lại của cải và tiền tài thì bạn treo tranh ở hướng tây và tây bắc. Tuyệt đối không được treo tranh ở hướng nam vì đây là hướng của lửa, gây xung khắc và bất lợi cho con đường sự nghiệp của gia chủ. Treo tranh phong thủy theo tuổi. Tranh Thuận Buồm Xuôi Gió rất hợp với người tuổi Tuất. Ngoài ra, những người tuổi Nhâm Ngọ năm 1942, tuổi Kỷ Hợi năm 1959, tuổi Nhâm Tý năm 1972 cũng có thể treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió. Mẹo treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió để căn phòng thêm tinh tế. Bạn nên lưu ý về kích thước của bức tranh, nên chọn tranh có kích thước phù hợp với không gian, diện tích phòng, khoảng trống tường treo tranh. Không nên chọn tranh có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ, khiến căn phòng trở nên lộn xộn, mất thẩm mỹ. Màu sắc của bức tranh nên tương đồng, cùng tông màu với gối tựa hoặc sofa. Hoặc bạn có thể chọn tranh gam màu nổi bật so với màu tường để tạo điểm nhấn cho căn phòng. Bạn nên treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió sao cho hướng thuyền đi vào trong nhà, với ý nghĩa mang tiền tài, vận may vào nhà. Treo theo hướng ngược lại thì vận khí tốt sẽ đi ra khỏi nhà. Không treo bức tranh này ở phòng ngủ vì có thể khiến gia chủ khó ngủ, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe của gia chủ. Cảm ơn bạn đã xem. Mời bạn đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất về tử vi, phong thủy và sức khỏe. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.